ចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំធ្វើបបរសាច់ជ្រូកហើយសាច់ជ្រូកដែលខ្ញុំកំពុងតហាន់នេះគឺជាសាច់ជ្រូកបីជាន់ចាអញ្ចឹងក្នុងការធ្វើនេះដែរគឺខ្ញុំធ្វើតាមចាលក្ខណៈគ្រួសារលក្ខណៈអ្នកផ្ទះខ្ញុំធ្វើចឹងណាហើយខ្ញុំយកសាច់ជ្រូកបីជាន់អញ្ចឹងគឺវារៀងមានខ្លាញ់តិចតិចអញ្ចឹងគឺឆ្ងាញ់ណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជាអំបិលចាអំបិលគឺខ
bảo chụp nguồn một khem. Hai xong rồi thằng này đáy cứ khi nhung pra chụp nguồn chắc sẽ chụp 2 kỳ lô nó thử khắp này hay bảo chụp nguồn 2 khem. Và tao bị bảo rủi rốt chắc cứ khi nhung bảo tốc về chụp nguồn mình dốc lên thử khắp này chả bảo biết tốc chụp nguồn mình dốc máu. Và tao bị áp tục rồi sai lang cứ khi nhung dốc về thử xong rồi chả xong rồi chụp mùi nâng cái chả lại mặt nâng hay dân hà về chụp nguồn mùa màu ấy thứ đâm bảo để sọt tập bảo lô. Tại sao ta nhung bảo lại cho mùi sọc hóm chẳng hãy ai dùm miền trên tập trả lời chẳng hãy có chà ờ cho biết ta hà sân chứ đẹp bên nắng cứ khi nhung chà màu chứ có cũng thế chà hay mình cũng có linh chứ bộ đồng đấy cứ khi nhung khăn bia tôi tốt khăn chế sai chứ mà tôi tốt được sao ta nhung chờ lúc bọc bọn này tôi ở phần mất công an đấy chà hai chồng bố đồng đấy đi lại cứ dân đặn ở trên có căn ta lò đàn bởi chú nuôi á hai chú buồn có liếng cứ dân trong bốc cọc ba mà bốc cọc ba anh chà sẽ làm những cơ những bọc vào điểm mặt bằng năng màu hai chú buồn có cứ đã có thật nào đã có cứ nhìn lại chú nuôi bị khám được cái này khai ta sẽ chú dân chà về viên sưu là mốn chà là lỡ nhầm vô về màu chào chú mùi nâng có lính rộng đến chào hai nâng sọt thân áo có thân áo là dương màn thiệp trong hai bánh mình chỗ chào hai dương chuyện mạch bàn rồi rõ lại khơi tha sọp bàn lõ chứ ngờ nhưng đã bia cho thân ông cả lõ mùi chứ cả lõ này cứ vô cả lõ đại xa thay sngụt chà hơi ở nó bên đại đắc cái sạc gọt bia ở đến nàn thích món á chà khơi màn mà cả lõ chà nó xòn tí chà cả đông nắng chà lần này dân mà mưa là tập hoa là ngọc nè nị kia chưa bọt bò nhúng lại vẫn thợ ban cho nôn chà bây giờ tật chắc nó cứ là mồm chu mà chăng anh ta mà đòn cái dân ai chồng hơi rồi có chuyện bàn